Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cái ví Son tại địa chỉ là sonnet.io. Thì ở đây nó có 3 cái loại ví. Loại ví thứ nhất là cái ví Sonnet, ví thứ hai là cái ví Phantom, ví thứ ba là cái ví Son Phanagia. Thì cái ví Phantom và cái ví Son Phanagia, quý vị có thể add và thêm nó vào cái trình duyệt web trong trường hợp quý vị sử dụng máy tính, ok chưa? Còn ở đây, nếu quý vị sử dụng điện thoại smartphone thì quý vị hãy sử dụng luôn cái ví là sonnet.io. Đó, quý vị hãy chọn ok này. Ok. Rồi, thì nó sẽ xuất hiện cái bảng Sigwork là cái mã bảo mật, 12 cái từ bảo mật. Quý vị hãy copy và lưu trữ lại cái từ này và tuyệt đối phải giữ bí mật, ok chưa? Đó, bây giờ tôi sẽ copy này, sao chép. Rồi, quý vị tích vào cái ô vuông này. Quý vị hãy chọn Download Backup, chọn tải về. Rồi quý vị chọn Continue. Bây giờ quý vị hãy nhập cái password mà quý vị vừa copy và lưu vào. Chọn Continue. Rồi, ở bước này quý vị hãy nhập mật khẩu, ok chưa? Ở ô thứ hai quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, quý vị chọn vào Credit Wallet. Ok, vậy là cái ví Son tại địa chỉ Sonnet đã được tạo thành công. Về cái phần gửi nhận, quý vị lưu ý, quý vị muốn giao dịch được trên cái ví này thì bắt buộc quý vị phải có cái đồng Son. Đồng Son thì quý vị có thể chuyển về từ bất cứ cái sàn nào. Và quý vị muốn chuyển mà không mất phí thì quý vị có thể chuyển từ cái sàn FTX.com về đây, ok chưa? Quý vị hãy tích vào đây. Rồi quý vị chọn vào Resave để lấy cái địa chỉ. Đó, thì quý vị hãy copy cái địa chỉ này. Hoặc quý vị cũng có thể lấy cái mã QR để gửi nếu quý vị sử dụng hai thiết bị, ok chưa? Quý vị lưu ý, quý vị chỉ cần chọn đúng cái network Son. Rồi quý vị gửi thì quý vị chọn vào Send. Đó, rồi thì để kết nối với lại cái sàn Raydium.io hoặc là bất cứ cái sàn nào nó chạy trên cái network Son thì quý vị hãy vào cái địa chỉ của sàn đó. Ví dụ ở đây tôi vào cái sàn Raydium.io. Rồi tôi sẽ chọn vào lăn app. Lăn app. Chọn vào Connect này. Connect. Quý vị chọn đến cái Sonnet Web. Đó, thì đây chính là cái địa chỉ ví Sonnet Web mà quý vị vừa đăng ký ở cái bước trước đấy. Đó, nó sẽ xuất hiện một cái trình duyệt mới. Quý vị hãy chờ trong giây lát. Rồi, quý vị chọn OK. Phần này quý vị chọn vào Red Store này. Existing Wallet. Rồi quý vị nhập cái Sigwork
Đó, cái seed word là cái 12 ký tự mà quý vị vừa copy và lưu lại ở cái bước bước trước. Rồi, cái ô này là cái ô mật khẩu mà quý vị đã đặt trong cái nút quý vị tạo cái ví đấy. Ok chưa? Ô thứ hai, quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Quý vị chọn lệch này. Chọn rector. Chọn vào connect. Ok, bây giờ quý vị hãy mở cái trang Ray, cái sàn raydium.io lên. Đâu rồi? Đây. Đó thì quý vị sẽ thấy cái địa chỉ ví của quý vị nó hiển thị trên này rồi này. Trong trường hợp chưa kết nối được thì nó sẽ hiện từ connect. Ok chưa? Rồi, và việc tiếp theo quý vị chỉ việc chọn đến cái token mà quý vị muốn mua bán, muốn swap. Đó. Ok chưa? Đó. Thì quý vị cũng lưu ý là quý vị muốn swap được trên cái sàn Raydium thì quý vị phải có cái token SON. Ok chưa? Rồi. Ở cái ô này quý vị chỉ việc nhập cái số lượng SON mà quý vị muốn swap ra USDT chẳng hạn. Đó. Rồi quý vị chọn vào cái swap và xác nhận một lần nữa. Rồi, và quý vị ai chưa có tài khoản trên cái sàn FTX thì quý vị hãy đăng ký theo cái đường link hoặc là lấy cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới video. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên cái sàn FTX.com. Đến đây tôi xin kết thúc video này.